Tiếp tục chương trình hòa nhịp phát triển là những thông tin vừa được chúng tôi ghi nhận tại huyện Long Điền. Tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 do ông Lê Ngọc Linh, bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri thị trấn Long Điền. Tại hội nghị, cử tri được nghe báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của huyện. Thông tin về dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân huyện cử tri thị trấn long điền đề nghị huyện cần tăng cường công tác giám sát kiểm soát người về từ các địa phương khác tăng cường kiểm tra và xử lý tình trạng buôn bán tự phát quanh chợ long điền gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 tiếp xúc với tổ đại biểu số 2 và số 3 Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền khóa 3, cử tri thị trấn Long Hải kiến nghị huyện cần có giải pháp vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Cử tri thị trấn cũng đề nghị sớm triển khai vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Các kiến nghị của cử tri Long Hải đã được lãnh đạo huyện tiếp thu giải trình cụ thể, đồng thời tổng hợp để trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền sắp tới.